Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh Ichimoku Club nha. Ok, xin chào mọi người nha. Chúc mọi người có một cái buổi chiều thứ năm thật sự là vui vẻ nha anh chị. Đầu tiên vào cái video này thì mình mong muốn và mong muốn anh chị nhà đầu tư nhớ like cho mình một like và thả cho mình một cái quả tim màu tím dưới phần bình luận nha anh chị. Ok, mọi người nhớ like cho mình một cái nha. Nhớ thả cho mình một quả tim để mà lấy được sự may mắn trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Thì đi vào cái thị trường thì trên cái đồ thị ở trên thì mình có vẽ cho anh chị nhà đầu tư đó là 935 là một trong những cái hỗ trợ quan trọng của thị trường. Thì tối qua mình đã cập nhật cho quý anh chị nhà đầu tư rồi. Thì 935 là một trong những cái mà điểm xác định của thị trường, nó có đi xuống lại nó test đáy hay không, hay là nó neo ở vùng giá này và nó tạo ra một cái gọi là cái mô hình rồi hoặc là cái sóng nời gì đó anh chị. Thì nói đơn giản giống như hôm qua mình có nói cho anh chị nhà đầu tư thôi. Ở đây nha anh chị. Sỏi này đi. Ok, thì như hôm qua mình nói cho anh chị nhà đầu tư thôi. Ở đây thì nó có một cái sóng lên nha anh chị. Sóng lên, sóng điều chỉnh đây. Nếu như mà nó thủng luôn cái chỗ này anh chị thì nó xác nhận cái sóng điều chỉnh là thất bại. Mà nó đi lên lại thì nó xác nhận được là cái sóng điều chỉnh thành công. Và đi lên lại được, quan trọng nhất là nó phải vượt đây này anh chị, 969. Thì cái quan trọng của giai đoạn sắp tới, những cái phiên giao dịch sắp tới thì nó phải vượt qua được khu vực đó là 969 anh chị. Tại vì cái khu vực này là nói chung là nó tập hợp nhựa cái vùng cản rất nhiều. Nó tập hợp cái vùng cản rất nhiều nha anh chị. Mà cái phiên giao dịch hôm nay như vậy là đỡ lắm rồi, nhưng mà cái phiên giao dịch mai mà nó vượt lên được 969 thì nó đỡ lắm anh chị. Nó thật sự là nó đỡ trong cái giai đoạn này rất nhiều, nó đỡ hơn giai đoạn này rất nhiều. Thì với cái phiên thoát phiên giao dịch hôm nay thì anh chị thấy là cái thị trường nó phân hóa ghê gớm không gì, nó rất phân hóa ghê gớm. Mình đã nói anh chị nhà đầu tư lựa chọn những cái mã cổ phiếu nào đó thật sự mạnh, ví dụ như anh chị thấy Hoa Sen không, hôm nay trần rất sớm. Con GIL anh chị thấy là nó trần hai phiên nay rồi anh chị, thị trường giảm nhưng nó vẫn trần hai phiên nay. Anh chị thấy hôm qua tham gia vào VIX nha, VIX thì ok. HDG thì hôm nay thì về nó gần lại về tham chiếu, cũng là may mắn nha anh chị, cũng là may mắn cho phiên giao dịch hôm nay. Nhưng mà cổ phiếu đẹp trên thị trường rất nhiều. Mình thấy là một số mã cổ phiếu như là mình giới thiệu, lát nữa mình sẽ giới thiệu cho anh chị một số mã cổ phiếu rất đẹp luôn, nhưng mà không dám vào ở trong giai đoạn này anh chị. Nó có tín hiệu đó, nó có cái tín hiệu đó, nhưng mà mình không dám đưa cho anh chị vào nhiều quá trong giai đoạn này, tại vì thị trường nó còn đang khá rủi ro. Vào thì chủ yếu là tập trung vào cái danh mục của anh chị nhà đầu tư để hạ giá vốn thôi. Chứ còn lại cổ phiếu đẹp, mình nói thiệt với anh chị nhà đầu tư là quá nhiều cả mã cổ phiếu mà gọi là VIP luôn anh chị. Nếu mà cái thời kỳ mà cái dòng tiền tốt á, thì mua vô bảo đảm anh chị nhà đầu tư luôn lợi nhuận rất lớn luôn. Nhưng ở đây mình chưa có dám động thủ anh chị, chưa dám vô giao dịch nhiều. Một số mã cổ phiếu nào đó thật sự là ok một tí thì mới đưa lên thôi. Còn lại cổ phiếu đẹp nhiều lắm anh chị, nói chung là nó có tín hiệu anh chị, đẹp nhiều nhưng mà không dám mua anh chị. Thì anh chị thấy là cái đây là một sự may mắn của thị trường này nha anh chị, nó đi lên lại được đây, mà nó đi lên lại được, nó vượt qua khỏi 969 thì anh em mình đỡ hơn tí. Tại vì cái giai đoạn này nó cần phải nhanh anh chị, tại vì sắp Tết rồi, nó đơn giản là nó gần Tết quá rồi, gần Tết thì nó khó khăn. Nó sẽ đi đi lên lại được trên này thì anh chị nhà đầu tư mình lợi nhuận cũng khá là ok đúng không, khá là ok. Ok thì mình nói sơ qua tí về thị trường thôi. Thì anh chị thấy chỗ giai đoạn này thì nó đang bứt phá đi lên rồi. Ở đây thì bắt đầu nó thoát ra được cái kênh giá giảm anh chị, nó thoát ra được cái xu hướng giảm này. Nó thoát ra được cái xu hướng giảm này thì cũng đỡ biết bao nhiêu đúng không anh chị? An toàn, an tâm hơn là cái phiên giao dịch hôm nay. Tiếp theo nữa nha anh chị. Tiếp theo nữa thì con như anh chị thấy là một số mã như DBG này, anh chị thấy nó quay, nó test, nó quay lại này, đẹp quá anh chị. Mấy mã phiếu ấy đẹp quá. Rồi thứ hai là con VIX này. VIX là đẹp mê luôn anh chị, mấy mã cổ phiếu đây nói chung là mê luôn. Mình có tiền là mình sẽ vào mấy mã cổ phiếu đây liền anh chị, tiền là mình sẽ vào mấy mã luôn. Test lại rất đẹp. Hôm qua mua hơi sớm nhưng hôm nay test lại quá đẹp luôn. Hôm qua mua hơi sớm phía trên này xong nó test xuống đây đẹp nha anh chị. Những cái mã cổ phiếu này có dòng tiền vào cái là nó sẽ tăng rất mạnh anh chị, có dòng tiền vào cái là nó tăng. Thì cái thiếu, cái điều kiện mà cần ở trong giai đoạn này của thị trường đó là cái dòng tiền anh chị. Dòng tiền mà chỉ cần nó ổn định thêm tí nữa là anh chị nhà đầu tư mình sẽ an tâm hơn. Cái dòng tiền phiên giao dịch hôm nay thì anh chị thấy nó khá yếu đối với thị trường, so với thị trường chung thì nó khá yếu đúng không anh chị? Thì nó cần phải có một cái dòng tiền ở trong giai đoạn này nữa thì đẩy thị trường đi. Thì trong giai đoạn này là tập trung giao dịch trên những cái mã cổ phiếu thôi, những cái mã cổ phiếu trong cái danh mục của anh chị nhà đầu tư á, có những cái mã cổ phiếu gì, có những cái danh mục, có những cái mã cổ phiếu nào đẹp thì bắt đầu là tập trung vào những cái mã cổ phiếu đó để mà hạ giá vốn thôi. Sáng hôm nay thì mình cũng tập trung vào để mình hạ bớt khi mà cổ phiếu như là con FTS này anh chị. FTS thì anh chị thấy là chiều hôm nay không, FTS nếu nó đi đúng sóng nha anh chị, nó đi đúng sóng rồi nè. Mình mở cho anh chị nè, sóng này là sóng 1, sóng 2 điều chỉnh này, sóng 3 thì nó sẽ đi xa hơn. Thì quan trọng nhất là nó phải xác định cái sóng này.
À, quan trọng nhất là nó phải xác định cái sóng này đã anh chị. Ở đây nó chưa xác định nha anh chị. Khi nào nó vượt lên đây bắt đầu nó xác định cái sóng này nó đi lên thì mình kỳ vọng cho FTS tương đối nhiều, tại vì khi thị trường hồi phục được là cái mã chứng khoán nó sẽ chạy. Không thì mình đặt cược vào một số mã cổ phiếu chứng khoán anh chị. Không, ví dụ như trong giai đoạn này thì mình đặt cược vào FTS là hơn là những cái mã cổ phiếu kia, những cái mã như SI rồi nó hơi nặng. SI rồi nó hơi nặng. Hôm nay thì anh chị thấy là HBG đúng không anh chị? HBG thì nó chạm lại hỗ trợ. Hôm qua thì anh chị nó mua 14 cũng được. Hôm nay chạm hỗ trợ bật lại thì con này hơi chậm chạp hơn tí. Con này thì đi lâu hơn tí anh chị. Thì cái quan trọng nhất điều kiện mà cần ở trong giai đoạn này nha anh chị, đó là cái thị trường của mình nó phải có dòng tiền vào nha anh chị. Để có những nhóm ngành dẫn dắt, và đặc biệt nó phải vượt lên được 969 nha anh chị, thì bắt đầu nó sẽ vô một cái nhịp tăng ổn định hơn. Còn trong giai đoạn này thì có thể là nó cũng còn sập sình nhiều cái rủi ro, nhưng quan trọng nhất anh chị nhà đầu tư phải xác định cho mình những cái nhóm ngành nào để anh chị nhà đầu tư nắm giữ. Thứ nhất anh chị có thể là tìm kiếm tới những cái nhóm như là đầu tư công rồi nè, thứ hai là nhóm chứng khoán nè, thứ ba là có thể là tìm kiếm ví dụ như ngân hàng thì mình không khoái lắm anh chị, ngân hàng thì nó hơi chậm, nó chỉ giúp thị trường một hai phiên sau đó nó chững lại thôi. Thép là hai nè anh chị, đó là những cái mà cái nhóm mà mình thấy là ok để mà mình có thể là đầu tư vào đối với những cái nhóm ngành này nha anh chị. Đó là những cái nhóm mà mình kỳ vọng vào ở trong giai đoạn này. Thứ hai nữa đó là dệt may. Dệt may thì sáng mình nói với anh chị nhà đầu tư rồi không? Mình đã xác định, mình nói với anh chị nhà đầu tư rồi, đó là cái nhóm dệt may là một trong những cái nhóm nó thay thế cho cái nhóm chứng khoán ngay cái nhịp đầu anh chị. Anh chị cứ để ý cho mình nha, anh chị cứ để ý là để ý cho mình cái vấn đề này, là cái nhóm nào mà cái nhóm đầu tiên khi nó quay lại và nó trần á, thị trường tạo đáy anh chị, là cái nhóm đó là cái nhóm là gọi là cái huyết mạch của thị trường. Giống như cái phiên giao dịch hôm nay, khi mà cái nhóm ví dụ như GIL nó quay lại nó trần này, rồi con TNG nó trụ được này, thì nó anh chị thấy thị trường nó cũng đỡ dao động hơn đúng không? Nhưng mà hai cái nhóm ngành này khi mà nó trở là nó quay lại mà nó giảm mạnh anh chị thì khá là nguy hiểm cho thị trường nha anh chị. Mình để ý là mình thấy thôi, mình để ý cái vấn đề này là mình thấy thôi. Sau này thì nhiều cái mình sẽ cập nhật thêm cho anh chị nhà đầu tư, những cái cách mà để mình nhận diện, những cũng như là những cái cách mà để mình có thể là đánh giá được một cái nhóm ngành nào đó nha anh chị. Sau đó mình để mình nắm bắt, mình có thể đi dài được với thị trường. Thì thị trường qua phiên giao dịch hôm nay thật sự để mình chia sẻ với anh chị nhà đầu tư, đó là cái sự hồi hộp rất lớn, ngay cả bản thân mình luôn anh chị. Mình ngồi mình xem bảng điện mà mình khá là hồi hộp, cứ sợ nó thủng thôi. Nó thủng là rất xấu anh chị, tại vì cái thị trường nó đang yếu mà nó thủng thì em nói là đua nhau bán anh chị. Người ta đua nhau bán là thị trường nó xuống, nó test lại đáy, cái là bây giờ đâu còn thời gian nữa đâu anh chị, đâu còn thời gian nữa để cho mình quay lại nữa đâu. Bây giờ mà nó quay lại nữa cái là coi như là anh em mình lại khổ nữa, đứng ngoài nữa. Rồi lại chờ tiếp thị trường thì bây giờ nó tới Tết mất rồi, nó khổ cái là bây giờ nó cận Tết quá anh chị. Cận Tết, cận Noel thì anh chị thấy là dòng ngoại người ta về nước người ta nghỉ anh chị, người ta nghỉ Noel, nghỉ mùa đông thì nó khó. Giai đoạn này thì anh chị thấy là thông tin, mọi thông tin trên thế giới đều chưa có gì hết, chưa có gì nổi bật. Thì như anh chị thấy là Trung Quốc thì sớm muộn người ta cũng phải mở cửa lại thôi anh chị. Tại vì anh chị thấy là bây giờ người ta bơm số tiền lớn ra người ta cứu cái bất động sản nha. Ở đây là góc nhìn của mình nha anh chị, cứu bất động sản. Thì như anh chị thấy là anh chị thấy đơn giản như thế này thôi. Nếu như cứu bất động sản mà không mở cửa trở lại thì làm sao người dân có thể đi để mua bất động sản được, đúng không? Nó có một nghịch lý, bây giờ phải mở cửa trở lại để người ta hoạt động, người ta đi lựa chọn bất động sản, người ta đầu tư lại thì bắt đầu thị trường bất động sản mới nhộn nhịp lên được. Còn bây giờ cái cấm cửa ở nhà mà bơm tiền vô cứu bất động sản sao cứu anh chị, đúng không? Ai có ai ra khỏi nhà để mua nhà đâu, đâu có thu hút được cái dòng tiền để mà nó tập trung tới đâu, nó khó cái như vậy. Thì đối với Trung Quốc thì mình nghĩ là nó đang có những cái biện pháp để hỗ trợ thị trường rất lớn trong giai đoạn sắp tới. Mình nghĩ là nó sẽ có những cái biện pháp mạnh tay hơn để nó hỗ trợ thị trường, nhưng đó là một cái bài học rất lớn cho cái thị trường của mình. Không, tránh trường hợp là khi mà nó đổ vỡ ra, nó xấu quá như thị trường Trung Quốc rồi bắt đầu bỏ ra cứu thì nó tốn rất nhiều tiền nha anh chị, tốn rất nhiều tiền. Đây là một trong những cái bài học mà cần phải lưu ý, chứ không nếu tình trạng nếu như qua năm thì thị trường bất động sản mình nó cũng tương đối là xấu lắm nha anh chị. Nếu như không được có những biện pháp sớm thì mình nghĩ là nó rúi chứ không phải giỡn đâu. Thì khi mà anh chị nói thị trường bất động sản nó ấy thì thị trường bất động sản mà nó gặp chuyện anh chị thì anh em mình cũng khổ lắm anh chị. Mình là đầu tư chứng khoán nhưng mà thị trường bất động sản nó mà bị cái vấn đề gì xấu hoặc là đóng băng, thị trường tài chính nó ảm đạm lắm nha anh chị, chứ không phải là thị trường tài chính nó ngon lành gì đâu. Nó có một sự liên kết với nhau hết á. Cái dòng tiền mà nó ít đi là cái thị trường tài chính mình mới khổ này, nó sập sình cũng khó giao dịch hơn là có thể bất động sản anh chị để im nó luôn anh chị, không thấy nó dao động, nó đỡ hồi hộp hơn. Chứ còn lại thị trường của mình mà lên cái thì không có dòng tiền, xuống cái thì bị bán thì nó còn mệt mỏi nữa, nó có một sự liên kết á. Thì cái này thì phải cần có một những cái biện pháp sớm hơn để giải quyết nha anh chị, giải quyết những cái vấn đề này.
Đó những cái mà mình cập nhật thêm cho quý vị thôi, nhà đầu tư. Còn lại cổ phiếu đẹp lắm gì, cổ phiếu như SJC rồi, mấy cái mã cổ phiếu mình thấy không, SJC rồi chạm hỗ trợ bật lên, mã cổ phiếu đây nó chưa có mất gì anh chị, một sóng một hai nó mà đi đúng sóng thì ngon đúng không. Nhưng mà ở trong giai đoạn này thì anh chị cũng phải chú ý nha, bám sát theo mình nha anh chị, mình sẽ cập nhật để mà theo dõi cho quý anh chị nhà đầu tư nha, chứ không lơ là trong giai đoạn này nha anh chị. Có thể là hôm nay nó thoát được qua giai đoạn này là ok rồi, nhưng mà phiên giao dịch ngày mai thì anh chị cũng phải bám sát thị trường, tại vì những phiên giao dịch ở gần giai đoạn này anh chị là những phiên giao dịch cực kỳ quan trọng đối với thị trường, anh chị nhớ bám sát nha. Sáng hôm nay thì chat khá là nhiều, tại vì những cái phiên quan trọng thì mình sẽ chat cho anh chị nhà đầu tư để anh chị theo bám sát thị trường được. Còn là anh chị nào mà đang cần cơ cấu lại cái tài khoản, cơ cấu lại danh mục, hoặc là đang gặp cái vấn đề gì đó khó, liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại trên màn hình nha, em sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Lựa chọn cho anh chị những cái top cổ phiếu mà nó ổn định nhất, khi mà thị trường quay lại thì nó tăng được. Còn anh chị cứ lựa vô những cái mã cổ phiếu như là phân bón hoặc là dầu khí thì anh chị thấy không, mình đã cảnh báo cái nhóm ngành này nó yếu lắm chị, nó chưa đủ lực để lên đâu. Khi nào thị trường của mình tăng đủ rồi á, thì cái nhóm ngành này nó mới tạo đáy mà nó mới đi lên được, thì lúc đó mua vô nó sẽ ổn định hơn nha anh chị, về cái mặt ngắn hạn. Thì đặc biệt là cái nhóm hóa chất anh chị, nhóm hóa chất tại vì giai đoạn vừa rồi mình nghĩ nó là đỉnh của lợi nhuận rồi, thì trong giai đoạn sắp tới thì nó cũng sẽ khó khăn để nó đạt lại được cái lợi nhuận như vậy, thì nó sẽ từ từ nó đi xuống nha anh chị. Chú ý những nhóm ngành này thì thị trường nó như vậy thì nó ổn rồi. Ngày mai thì cố gắng bám sát nha anh chị, tại vì ngày mai nó vẫn còn nằm trong những cái phiên giao dịch nguy hiểm và cần phải cảnh giác nha. Cho cái phiên giao dịch ngày mai mình sẽ bám sát theo và mình sẽ cập nhật cho quý anh chị nhà đầu tư. Anh chị nhớ like cho mình một like, thả cho mình một quả tim màu tím nha anh chị, và theo dõi em nha. Anh chị nào cần hỗ trợ tư vấn chuyển ID về mở tài khoản giao dịch thì nhớ liên hệ với mình theo số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều và chúc anh chị có một cái buổi tối ngon miệng. Hẹn gặp lại quý anh chị vào những cái video tiếp theo nha anh chị. Cố gắng nha anh chị, cố gắng lên. Ok, cảm ơn mọi người nha.